và sẽ tiếp mãi đến muôn đời. Danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát như thấm sâu vào lòng chúng sanh, vì vậy dầu cho vạn khổ thiên lao trải vô lượng kiếp ra vào thế nhân, ở trần mà chẳng nhiễm trần, 12 đại nguyện trải thân độ đời. Hạnh nguyện từ bi, công đức vô bờ, tình thương vô lượng, uy lực vô cùng, thần thông vô tận. Không khổ nào chẳng dứt, không cõi nước nào chẳng hiện thân. Con đò cứu khổ của Ngài không ngớt tay chèo. Ngài đến chốn khổ đau như làn gió mát, với một bàn tay thật dịu hiền. Thế nên, ân lành của Ngài như bao trùm cả vạn vật, nhành dân liệu, rưới nước diệu quyền, vào tận đáy lòng của những tâm hồn thiện nam tín nữ, ngưỡng mộ, chuyên trì tụng danh hiệu Ngài. Trần gian vạn khổ còn kia, lòng người Bồ Tát đâu lìa chúng sanh. Chúng ta, những con người còn đang lặn hụp biển trầm luân, luôn rất cần và rất cần đến sự cứu độ của Ngài. Với tất lòng thành tưởng nhớ, tư tưởng nương theo lời dạy tha thiết của Ngài, và quyết tâm làm theo lời Ngài đã dạy, là sẽ được Ngài biết đến. Xin giới thiệu cùng chư đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ và các bạn trẻ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Văn phòng Phổ Thông Giáo Lý, tức thời 19 tháng 2 Ất Tỵ nhằm 21 tháng 3 1965. Quang đức mấy ai được cứu trường, âm thầm hành đạo nói như không biết được phương châm ấy. Mình thoát nhiều bần đạo chào chư thiên mạng lưỡng đài, chào chư hiền sĩ, chư hiền muội. Hôm nay ngày vía của bần đạo, nên tiện dịp lâm đàn để đôi điều nhắc nhở chư hiền sĩ, hiền muội trên bước đường tu học. Bần đạo mời an tọa đẳng đẳng. Giữa lúc thế sự nhiễu nhương, giáo hội tranh phân, khiến lòng người hoang mang chẳng ít, chư hiền sĩ hiền muội rất hữu phước được giác ngộ sớm, tìm học lẽ đạo, thông cảm được mối thiện tâm ấy, nên bần đạo nhắc nhở chư hiền sĩ hiền muội điều này. Đạo mầu vô thượng pháp mầu gì, phải biết sưu tầm một lối đi, nếu tắt đường quăng rồi cũng đến. Lâu mau tùy chí biết tu trì, đời mạng pháp khiến muôn điều đau lòng, cớ điều tàn sao trộm khắp nơi nơi, bởi chúng sanh xa cách lý đạo trời, lòng bác ái lần hồi như bất cả, giữ danh lợi kẻ xô người ngã, biết
gian định chung nhục mà lẫn nhau. Chữ nghĩa nhưng lòng tục hỡi còn đâu, tình thương mến có tổn tại. Khiến phu pháp bởi điều quay phải, xuôi tương tàn kẻ lại người đi. Mãi quẩn quanh trong cảnh hiện nơi, hoài suối ngược trong dòng chim chích. Lòng đạo đức đâu nào có biết, chữ quả công như diệt mơ hồ. Lòng nhân gian tờ thế cơ giờ, trí nhân lại cùng đồ tan biến. Từ kẻ nhiều như sanh chuyển, đến người lành đến thiện hóa lây. Thế nên cơ tạo dần xây, tùy nhân loại định ngày tan biến. Không lẽ để cho người lương thiện cùng chết quang trong biển lửa đời. Nên đạo trời mở khắp nơi nơi, gọi nguyên chỉ nghe lời đạo lý. Sớm tu tỉnh độ thân độ kỷ, mau hồi tâm nguyên chỉ trở về. Để mãi ra con cảnh sông mê, để ẩu bước trở về đời lãng thiền. Cảnh tan biến một hồi luân chuyển, mai thiên cơ hiện hiện bao hồi. Độ nguyên nhân thoát cảnh tới bời, chiều kẻ thiện lập đời thương đức. Nếu đủ số về nơi Tây Dứt, chưa đến căn còn cực giới đời, cũng sinh tồn ở chốn trần giới. Hướng lạc cánh một đời nghiêu thuẫn, chứ hiền sĩ đức tính cho dừng. Kéo lạc loài giữa chốn quay cùng, đời chỉ vui hoặc những chi buồn. Phải nhìn giá đừng chạy luôn cùng suối ngược. Buổi quân hạ mới biết ai người dừng bước, cơn nguy dòng mới hiểu được kẻ ích phương với nhiều căng. Dẫu nói xa hiền sĩ đáng hiểu gần, việc thực tại cõi trần đang sống tạm. Ráng tu tính để qua hồi hắc ám, khá bình tâm hậu dưỡng đám mây mù. Trọng tâm là tu học học tu, diệt chánh bởi một câu chánh tinh. Nếu chưa hiền sĩ hiền muội không đủ pháp màu để ta bà cứu độ, thì ít nhất phải ráng tu mà tự cứu lấy mình. Nơi đây nhìn thấy Lâm Nguyên căn khuyên khám trội mau một bước
công quá chúng ta thì mang pháp ngày gần sẽ thấy phúc trời ban thế gian tùy lắm rộn ràng người tu khá chọn con đàn nghĩa nhưng khuyên nhau huynh đệ xa gần phổ thông giáo lý chung phần lập mà công cao thì ngộ ân hồng phước dậy thì gặp hoa long dữ kỳ tu đi hai gấp tu đi thế thời đã vậy còn gì hỏi ban ơn sĩ mũi trung đàn lo đạo niên bàn đây lui quần cung đàn tí thời mùng 8 tháng 4 Ất Tỵ nhằm 7 tháng 5 1965 rơi nước nhằn dương tắt lửa hồng cứu người đang lạc nẻo gai châu lên thuyền bát nhà sang chứng quả mình thu cho những đạo bồng thường cư Nam Hải Quan Âm Như Lai bần đạo chào chư thiên sắc chào chư hiền sĩ hiền muội chư hiền sĩ hiền muội hạ quân mạt pháp đại đạo hoằng dương gồm tam giáo vào một lý duy nhất để phục hưng chánh pháp cứu rỗi toàn linh trong cơn lặng hụt xa vời trên dòng bể khổ lập lại đời thượng quân thánh đức cho trăm họ hòa bình càng khôn an định. Nam bang này rất có duyên phúc trong kỳ Long Hoa chuyển thế nên mới được thượng đế Lâm Phàm cùng hàng chư Phật tiên thánh thần dùng biển quan giáo đạo. Duyên phúc này hỡi ai đã biết ngồi ngừng và thọ hưởng mấy tạo tương quân cuộc đời thay phúc duyên ai biết hưởng ơn vậy tám kỳ ân phá nên bao bước kể một ngày qua khổ một ngày ngày tháng dần đợi giờ hẹn mai Quan Âm như tiếng lia cung đặt chân lên cõi trần hồng bao nhiêu sứ mạng dính trùng phó
nhau. Nghiệp như ba sự trao nhìn muối, nợ nhân quần xã hội tạo đơn. Sắp bài nên cảnh thế gian, có cây nhân vật ngàn hoa xanh. Đêm tâm đức lập thành lời mong, dùng nhân luân điều động nguyên nhân. Thượng trung hạ giới định Phật, càng khôn vũ trụ xây dựng lại quân. Căn tiên tục khác là chỉ có, không dục tâm không ngõ tựa sanh, không tham vọng không dục danh, không dùng vật chất gì danh theo mùi. Nên chẳng có luân hồi quan nghiệp, nên không còn chuyện kiếp trả dây. Sớm cùng bắt chiều non đòi, một bầu trời đất gom hài ngao du. Người lớn tạo trận tù bốn danh, lỡ bước vào không cách trở dây. Tuy không bóng dáng hình hài, cao không đó được sâu dày khó thông. Chỉ có kẻ minh tâm kiên tâm, dùng phép màu trên cảnh vô, thoát ra buông giấc mê đồ, đổi vàng lập thánh quy mô vững vàng. Phép màu ấy chứ sang bắc hải, phép màu không tìm lại tây phương, cũng không xa ngõ cách đường, mà do mây tạo chuyện luân dần hành. Mây tạo đã sẵn dành như gọi, một hình hài gồm thái cơ quan. Trời đại thiên địa thuần quần, người tiểu thiên địa chuyển lưng cơ mồm. Cương trí huệ tạo thấu vũ trụ, bình thơ phân phú non sông. Nhân luân cán kỳ dặn lòng, tinh thần vật chất tương đồng âu ca. Bần đạo ban ơn cho tất cả quần cung đàn tí thời 14 rạng rằm tháng 5 Ất Tỵ nhằm 13 tháng 6 1965. Quán trường như áo mặc rồi thay, âm dân người ơi kiếp tao gầy. Bộ liễu nam nhân tu
cũng mơ chốn trần ai. Quan Âm Bồ Tát bần đạo miễn lễ, chư hiền sĩ hiền muội đàn công an tòa. Giờ nay bần đạo đến đây để bố điện hòa đồng toàn tất chư hiền sĩ hiền muội. Nhận thấy trong khoảng thời gian qua bước đường hành đạo trải bao phen trầm bồng, thành suy tan hiệp, hiệp tan vui buồn thương giận, đó là phàm tánh còn ẩn trong mảnh thân tứ đại. Tuy nhiên một điểm son đáng ghi là chữ tâm của hiền sĩ hiền muội vẫn còn tha thiết thành kính với một chủ đích duy nhất là đại đạo quy nguyên hóa hoằng chân pháp phổ độ quần sanh trở về con đường chánh giáo. Nhờ đó là một trong những yếu tố để hội ngộ hiện diện đàn tiền đàn hôm nay, bần đạo khoanh tròn nơi chữ tâm. Mỗi mỗi hiền sĩ hiền muội đều có một chữ tâm, nhưng bản năng thì lại khác, không biết bao giai tầng biến chuyển nơi nội tâm. Có chữ tâm đang thiết tha vì đại cuộc, thương giống yêu dòng, quy hợp những tinh anh kết thành một khối, xây dựng gian sang cho giống dòng hồng lạc. Cũng có chữ tâm nặng hoằng vì đạo nghĩa, dốc đem hết sự nghiệp, thân thế đời mình phụng sự cho lý tưởng cao cả. Cũng có chữ tâm cũng thương cũng mến cũng ghi dựng, nhưng không phải vì đại cuộc đại nghĩa mà vì màu sắc địa phương phái chi nam bắc đen trắng xám vàng. Cũng có chữ tâm cũng biết thương yêu chăm sóc lo lắng bảo vệ, nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp đó là đời tư gia thế tôn tự. Cũng có chữ tâm cũng biết thương yêu dung quán chăm sóc, nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp hơn nữa đó chính là bản thân mình vị kỷ dung tha. Cũng có chữ tâm nhưng vô định, không chủ hướng, không mục đích, không đường lối, cũng không biết hướng đời mình đi về đâu. Chữ tâm hệ buông ra bao quát cả gia đình, quốc gia, xã hội, thế giới, hoàn cầu, vũ trụ, thiên địa. Một khi tâm thu lại chỉ bằng sợi tóc chẻ ra ngàn mảnh, tâm biến hóa vô cùng vô tận, nó là con ngựa chứng mà cũng con ngựa hay. Nếu người chủ ngựa biết sử dụng điều khiển thì sẽ trở nên bạch mã, phi mã, vạn mã vô số. Ngược lại, người chủ không biết sử dụng điều khiển thì nó là con ngựa chứng chạy khắp đó đây, lên xuống đồng, tàn phá bao nhiêu cây trái ruộng vườn hoa màu khắp chốn, dùng ai đá nấy. Người tu hành trong thời đại ân xá rất dễ đắc quả gì mà than ôi cũng rất khó. Khó là tự mình chưa hoặc không thể làm chủ, chưa mạnh dạn quét sạch những bụi trần vừa kệ. Khi quét được sạch rồi, tâm đạo hiện ra, dẫn dắt con người đến chỗ tận thiện tận mỹ. Tâm người xa cách nguyên thủy căn bản, tức là xa Thượng Đế. Xa Thượng Đế là xa tình thương, mà hễ loài người thiếu tình thương, ôi thôi, hậu quả vô cùng vô tận. Từ chữ tâm sanh ra chữ muốn, muốn đủ thứ đủ điều, muốn là dục vọng. Khi muốn mà không được thì thất vọng, hễ thất vọng phải luân hồi để kiếp lai sanh toại vọng. Hễ luân hồi thì đau đớn gì, trần gian là chỗ đọa đày, luân hồi chuyển kiếp cả giai càng nhiều. Như vậy nguồn gốc của luân hồi là chữ muốn. Muốn khỏi cảnh luân hồi thì đừng thất vọng, muốn đừng thất vọng thì chớ dục vọng, muốn đừng dục vọng thì phải ngự trị chữ tâm. Chữ tâm nguyện đặng phép thành ngã
bất thành tiên một phút giây, chỉ ngại chữ tâm còn thân thôi. Ngàn năm muôn kiếp chuyển luân hoài, chuyển luân hoài cả dài dài dài, kiếp luân hồi buồn bã ai ơi. Nếu khi hiểu rõ được rồi, sớm lo bưng trả quả nhồi nghiệp mơ duyên. Một kiếp sống ở yên trần thế, hỏi mấy ai bất tuế thiên niên. Sống trong cõi tạm truyền miên, tạm ăn tạm ở tạm duyên nở đời. Tạm vân xác ba ơi còn thơ, tạm cha con chồng vợ chị anh, tạm trong cái bài cái thành, cái quyền cái chức cái danh bạc tiền. Tạm kêu gọi rằng tới ít, có ai thường tên thiệt mình chăng? Sống trong vũ trụ trần hoàng, kiếp người hồn các xó hàng cùng tôn. Mấy lần hụt trong lò luân chuyển, một kiếp người tai biến biết bao. Hỏi coi những hàng sáng giàu, xe hơi tàu lớn nhà lầu của con. Hỏi ai được khỏi lo khỏi sợ, hỏi ai không mang nợ trần gian, hỏi ai có được thập toàn, hay là cũng cánh rộn ràng bối bê. Cánh ghen tức phụ thế nên giả, cánh bạc bài cây hỏa gia căng, cánh ban chức cầm mua quan, cánh đương nghèo túng giàu sang tức thì. Người tu niệm xét suy cho kỳ, một kiếp người bệnh bị bao năm, quả công tu sớm nên làm, đó là dung liên muôn năm cõi trời. Điện lạnh ban bố nữ cùng nam, công quá độ nhân ráng ráng làm. Chèo giống thuyền từ qua biển loạn, mặc dầu sóng gió phải cho cam, cho cam mới gọi đứng nhân
có ráng làm cộng mới đáng đêm vàng nhật lộ ở bên ban ân toàn thế chứ hiền chữ tâm nhìn giữ cho xuyên hằng ngày nghĩa nhân công quả cần chuyên cho qua buổi cổ nương hiền nương nhân phá đàn đồng tứ dương thần điện linh giỏi lúc cõi trần lối chân quần cung đàn tí thời 29 tháng 5 rạng mùng 1 tháng 6 Ất Tỵ nhằm 27 tháng 6 1965. Thượng đến hồng trần độ chúng sanh cơ mà chẳng nhiễm chốn danh nam sanh giả khách khuyên người giữ bậc hai hóa nhân giúp kẻ lành quan tướng ngàn phen tâm chẳng lý phúc âm muôn kiến ta chỉ lo hành như không hữu tận vô cùng nguyện lại gian nhiều đời lại cõi ngờ thanh. Thường cư Nam Hải Quan Âm Như Lai bần đạo chào chư hiền sĩ hiền muội miễn lễ an tọa đẳng đẳng. Giờ nay bần đạo đến đây để dìu dẫn chư hiền sĩ hiền muội trên bước đường tu thân khắc kỷ, dọn mình cho tinh khiết để lần sang cõi đời thượng quân thánh đức. Đã từ lâu chư hiền mãi lo về việc lớn quy nguyên cơ đạo phổ độ quần sanh, cơ hồ như quên phần tu kỹ để dọn từ nội tâm đến ngoại thể hầu trở nên người có căn cơ đạo hạnh. Nội tâm được minh chứng, ngoại thể được kinh thanh, diện mạo được từ hòa, ngữ ngôn được minh danh, hành thuyết được đi đôi, đó là vốn liếng căn bản của người hiền nhân hướng đạo, thiếu là không được. Chư hiền sĩ hiền muội tự kiểm điểm thân tâm mình, coi có được hạnh người tu chưa, hay là chỉ mới đặt mình vào ngưỡng cửa đạo giáo, chỉ mới hưởng ứng việc thiện phần hành, mà chưa thực hiện được hai chữ tu thân. Canh trường đêm vắng, bần đạo để lại những dần thơ cho chư hiền sĩ dễ đọc dễ nhớ, mà dồi mài thân tâm cho đúng nghĩa chữ tu, gọi là bù đắp lại sự cực nhọc từ thể xác mà chư hiền sĩ hiền muội đã bôn ba về đây để trông chờ tin tức đạo. Lo tu tâm gọi pháp thân như tu rửa cho đơn lớp bụi mờ tu bỏ những gì mà
đã mất. Tu hòa tam bố đạt thiên cơ, thiên cơ muôn thâu phải tu hòa hành. Giai lạc là phương pháp dưỡng ở sanh, gọi rứa lần lần thân trọng trượt, cho hồn thọ băng điện kinh ở thanh. Kinh thân là thanh trượt là phòng, thân được siêu sanh đó bởi phàm. Biết tính phong tu toàn giải thoát, còn mê còn chuyến kiếp nhiều năm. Nhiều năm vào đạo quý tư theo thầy, mà chưa vội trao một kiếp này. Dầu Phật thánh tiên dùng diệu pháp, khó dùng giải nghiệp thanh trần ai. Trần ai cảnh tạm đơn rồi đi, đến để học hành tập luyện thi đức thi công thi phước huệ, hầu làm vô liên cõi vô vi. Vô vi là chốn vững an bền, ai có những gì cứ gửi lên, chẳng sợ phong ba cùng bão lục, không lo trộm cướp chực kề bên. Kề bên cửa đạo phải gia công, đừng trước gian nan chớ ngã lòng, chỉ mắc lòng mà quý cứ chân đàn bịt lối lại non bồng. Non bồng nước dược chẳng đâu xa, Nam Sơn hoặc Bắc Hà, chẳng phải Tây Phương bản tâm ta. Tâm ta thế tục hoặc thần tiên, lột xúc mà dính hoặc thanh hiền, lục dục lục công hay lục tặc, do người
trời riêng nuông chiều quá kẻ ngu. Mạnh gian mài thân thương trí huệ nhất lần nghiêm chướng để lo tu. Tu là xứ những gì đã trật, tu là bồi cái bức thân tâm, tu là tránh nẻo sai lầm, tu là phục thiện lòng phàm sửa đời. Lời nói phải dịu dàng minh danh, lời nói sao xứng hạnh hiền nhân. Đừng khi gặp lúc giận hờn buông lời tôn đức thỏa cơn giận đùa. Đừng tin sự hơn thu hành đồng, mãi lo riêng kiếm sống cho mình, mà quên vạn vật sanh linh, mà quên đồng thế cũng tình anh em. Mắt phải ngó phải xem phải lệ, mắt tránh nhìn ô uế phàm nhục, tâm phải loạn thần, xuôi người lỡ bước xa nhân lạc lầm. Tại chớ lòng thì thành to nhỏ, lời đắng cái tin xót người hiền, dục lòng tội trạng lụy liên, còn chi tâm hành người hiền thế gian. Đừng tưởng tính toán dòng đồng, mãi riêng lo kiếp sống tạm này, mà quên quá khứ vì lai, tiền căn nghiệp quá trả dai tội tù. Ráng mà hiểu chữ tu cho kỳ, tu phải rành chân lý thảo đoan, nào cần lên núi vào non, tụng kinh gõ mõ bon bon tôi ngày. Giáo hội Tiên Thiên Minh Đức tuất thời 20 tháng 9 Đinh Mùi nhằm 23 tháng 10 1967. Tuy về cõi thượng chúng thân dân, nghĩ lại mà thương kẻ thế trần, nghiệp chướng còn dân lệnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu thừa hành sắc lệnh tòa Tam Giáo bần đạo giáng đàn để mấy dòng đạo lý cho chư hiền muội gọi là khích lệ và ban khen công trình khó nhọc đeo đuổi đạo trời để tìm đường giải khổ miễn lễ đàn trung an tọa đẳng đẳng. Chư hiền muội, phàm trần Phật cảnh tuy có cách nhau, nhưng với những lòng thành kính dạ hoài mong thì sự thông công hai miền cũng không phải cách.
Hiện nay chỉ còn xa cách là bởi Chư Hiền Muội còn mang nhục thể, nhục nhãn, nhục nhĩ cũng như phàm tâm, kèm theo đó những bản ngã, những thất tình lục dục còn chế ngự rào đón bản tâm linh. Chi nên kẻ tiên người tục nhiều khi muốn giúp đỡ dìu dẫn nhau phải gặp mọi điều cách trở. Cũng còn phúc đức trong tam kỳ phổ độ đã có phương tiện thông công là quyền cơ diệu bút, mà Bần Đạo và các đấng thiên liêng có nhiều dịp nhủ khuyên dạy bảo, dắt lối đưa đường cho Chư Hiền Muội nương theo đó thức tỉnh tâm linh, tô bồi âm chất. Bởi nhiều nghiệp chướng mãi đeo bên bước tu hành lắm trở gai, con cái cửa nhà lo thiếu đủ, ta thù đây đó bận liền cố đảm đương, sao cho hạnh phúc chốn gia đường còn đâu rỗi rãi lo thiên đạo. Để kịp ngày kia dự thi trường thi công quá chọn nhân hiền cho kẻ tu hành hữu huệ duyên, chẳng luận nữ nam âu sẽ thành tiên, tiên tục hai đường dẫu cách xa, có tâm thiện nguyện kế bên mà dắt dìu cho thoát bão tai ách. Phối nở hồng trần cõi giới ba, giác ngộ tầm tiên học đạo màu, đạo màu nào phải cách xa đâu, xa đâu phải ở miền Tây dứt Tây dứt nơi tâm kẻ khẩn cầu, thương kẻ thuộc giải dầu sớm tối, chốn hồng trần không lối thoát ra thế gian, những tưởng là nhà lo xây kiên cố ở mà muôn năm tình máu tứ thầm thấm quản dưỡng, nghĩa phụ thế hành hướng trọn đời vì chân muôn sống ai trăm phương ngàn kế cho đời đẹp mà xinh, dựng sự nghiệp cho mình sự nghiệp cho các con kế tiếp.
trong khi thâu góp của giàu, vô tình gây tạo biết bao lỗi lầm. Người có nghĩa thì làm nghiệp thiện, xây cơ đồ tùy tiện tài năng, chớ không nỡ giả làm sằng, cho thân dư giả cho bằng thế nhân. Thà nghèo túng còn hơn trái đạo, thà đôi nó hoài bao nghĩa nhân, mặc ai sớm sợ chiều tần, mặc ai buông tướng ban quân không màng. Cũng có kẻ gây quan nghiệp chướng, miệng cho đời hạnh hưởng ấm no, bày ra mưu lược lắm trò, bất nhân phu túc của có dây đầy. Đâu có biết quả bãi tay gửi, đâu có thường ác lời ác dương, thế nên lừa đảo khôn đường, tới chừng gặp quỷ vô thường mới hay. Đến chừng ấy trở tay không kịp, bởi vì chân tạo nghiệp dây đầy, ác lại ác báo đến ngày. Tội xưa ta tạo ngày nay ta đền, bánh xe luôn xuống lên chuyện tiếp, tự rồi sanh theo nghiệp theo duyên, quay trong cái bánh dây chuyền, bao giờ trả hết quan kiên mới rồi. Sanh khỏi thảm ai ơi khá hiểu, ráng mà tu tích hiểu thành đa, thế gian đâu phải thật nhà, cảnh tiên mới thiệt bù tòa thiên liên. Phần làm mẹ tu hiền vui vẻ, làm gương cho con trẻ nuôi theo, đợi rằng bèo lại sanh bèo, ôi đâu trổ trái dưa leo bao giờ. Con còn dài còn khờ trong trắng, tập thánh cho chúng đặng hiền lương, ban cho chúng nó tình thương, chọn người bạn tốt trên đường tiếng thân. Bà mẹ ấy tinh thần trụ cốt, là hiền thế rường cột gia trung, chồng xưa nổi tiếng anh hùng, cũng do hiền phụ đúc ung tinh thần. Xưa mạnh mẫu cầm chân mạnh tử, theo học đường trung thứ lễ nghi, ngày nay tiết nghĩa còn ghi, nhỏ tông không mạnh đông tây kinh nhường. Đó là tu can thường gia đạo, đó là tu hoài bảo nghĩa nhân,
lần thứ ba. Vậy công quả bước qua thiên đạo, học theo hương Tam Bảo Thánh Hiền, làm theo kinh sách chỉ truyền, hễ làm cho đúng thành tiên mây hồn. Tu phải cố trao dồi tâm tính, phải trước tiên quyết định tu chi. Tụng kinh là để làm gì? Ăn chay niệm Phật ít chi cho mình. Không phải Phật thiếu kinh thường dùng, bảo chúng sanh đêm tụng Phật nghe. Tụng kinh như thể nói về nghĩa sâu không biết lối lề không thông. Chẳng khác nào nghe ông võ vẽ, tiếng nhỏ to thỏ thẻ du du. Tụng nhiều mới gọi là tu, đọc nhiều cho Phật công phu mới nhiều. Đó là tu theo chiều mê tín, biết bao giờ tâm thanh mở mang. Sách kinh là đuốc rồi đàn, giải đời học đạo hành tàng thể nào. Vì lẽ đó cùng nhau ráng hiểu, đọc kinh coi Phật biểu làm chi. Ráng làm ăn ở cho y, tâm tình cùng những hành vi Phật trời. Đọc kinh rồi hiểu lời Phật dạy, thì chớ làm trái lại sách kinh. Nếu khi mình đã thông minh, lão thông đạo pháp xem kinh làm gì? Ăn chay để làm chi vậy? Tập ăn chay để khử lòng trần, bao nhiêu ai ố tham sân, bao nhiêu thôi xấu rửa lần cho thanh. Ăn chay để tập thành nhân dòng, loài vật kia cũng sống như mình. Lẽ nào đành đoạn sát sinh, rượu ngon thịt béo tiệc tùng sớm trưa. Đó là lối muối dưa thùng niệm, tập thánh hiền cho tiện tiến lên. Lòng thương nhân hậu làm nên, gửi đèn minh triết cho bền quang minh. Còn cung lại niệm danh chư Phật, ở chùa chiền tỉnh thất thường khi. Tư thời bay sám làm chi, niệm danh các đấng làm gì nữa đây? Có người niệm xin thầy
cùng Phật, cho thánh đường tình thức bình yên. Đó đây trên dưới chùa chiền, đừng cho phá hoại giữ yên mãi hoài. Cho gia đạo trong ngoài an bị, cho đàn con ưng thí thủ khoa, và cho lớn bé trẻ già làm ăn thành mẫu cửa nhà sum phê. Tôi sẽ nguyện đem về cho Phật hoa quả trà trọng chất đầy bàn, hương thơm trầm trầm tốt trà nhang, rượu lê trà cúc bị bàn thiếu chi. Xin chư Phật từ bi gia hộ, cho chồng tôi thi độ quan cao, để cầm dẫn mạng phong trào, đi đâu dân dung chạy theo rần rần. Đó là tu theo phần mê tín, Phật tiên đâu ưa nịnh ưa vua, mà đem lễ vật đến chùa, đặt điều kiện để bán mua Phật trời, cũng lại để nghỉ ngơi tâm trí, để tịnh lòng tịnh ý tịnh ngôn, khép mình dưới bệ chí tôn, trao dồi tinh nết luyện hồn tịnh thanh. Cũng lại để tâm lành phát hiện, nhìn Phật tiên trên điện hiển hòa, khởi lòng bác ái dị tha, nhìn chúng thượng đế là cha linh hồn, nhìn lên trái càng khôn thượng trụ, nhật nguyệt cùng tinh tú bao quanh, càng khôn vũ trụ vận hành, còn mình là một chúng sanh phàm trần. Mình cũng có pháp thân nội ngoại, cũng như trời là đại linh quang, trên thì thiên thượng thánh hoàng, dưới mình thiên hạ trần gian điển hình. Trời thì có hành tinh nhật nguyệt, có âm dương hàng nhiệt nóng khô, con người là tiểu quy mô, cũng đều có bản hạ đồ lạc thơ. Đó là mái huyền cơ tạo vật. Văn phòng phổ thông giáo lý tức thời 19 tháng 2 Ất Tỵ nhằm 21 tháng 3 1965. Quang tước mấy ai được cứu trường, âm thầm hành đạo nói không biết được phương châm ấy.
Bần đạo chào chư thiên mạng lưỡng đài, chào chư hiền sĩ, chư hiền muội. Hôm nay ngày vía của bần đạo, nên tiện dịp lâm đàn để đôi điều nhắc nhở chư hiền sĩ hiền muội trên bước đường tu học. Bần đạo mời an tọa đẳng đẳng. Giữa lúc thế sự nhiễu nhương, giáo hội tranh phân, khiến lòng người hoang mang chẳng ít, chư hiền sĩ hiền muội rất hữu phước được giác ngộ sớm, tìm học lẽ đạo, thông cảm được mối thiện tâm ấy, nên bần đạo nhắc nhở chư hiền sĩ hiền muội điều này. Đạo mẫu vô thượng pháp một lối đi, nẻo tắt đường quanh rồi cũng đến lâu mau tùy chí biết tu trì đời mà pháp khiến muôn điều đau lòng, cớ điều tàn sao trộm khắp nơi nơi, bởi chúng sanh xa cách lý đạo trời, lòng bác ái lần hồi như mất cả, giữ danh lời kẻ xô người ngã, biên định chúng nhục mạ lẫn nhau, chữ nghĩa nhân lòng tục hỡi còn đâu, tình thương mến có tổn tài, khiến phu pháp bởi điều quay phải, xuôi tương tàn kẻ lại người đi, mãi quẩn quanh trong cảnh hiểm nguy, hoài xuôi ngược trong dòng chém giết, lòng đạo đức đâu nào có biết, chữ quả công như việc mơ hồ, lòng nhân gian tự thể tơ dò, trí nhân lại cùng đồ tan biến, từ kẻ ác nhiều như sanh chuyển, đến người lành lương thiện hòa lây, thế nên cơ tạo dần loại đỉnh ngày tan biến, không lẽ để cho người lương thiện cùng chết quang trong biển lửa đời, nên đạo trời mở khắp nơi nơi, gọi nguyên vị nghe lời đạo sớm tu tịnh độ thân độ kỷ, mau hồi tâm nguyên vị trở về, để mãi ra thoát cảnh sông mê, để hữu phước trở về đời lạc thiền, cảnh tan biến một hồi luân chuyện, mai thiên cơ hiện hiện bao hồi, độ nguyên nhân thoát cảnh tơi bời, diệu kẻ thiện lập đời thương đức, nếu đủ số về nơi tây dứt, chưa đến căn còn
cực giới đời, cũng xin còn ở chốn trần giới, hướng lạc cánh một đời nghiêu thuẫn. Chứ hiền sĩ đức tính cho dừng, kéo lạc loài giữa chốn quay cuồng. Đời chỉ vui hoặc những chi buồn, phải gìn giả đừng chạy luôn tuồn xuôi ngược. Buổi quân hạ mới biết ai người dừng bước, cơn nguy dông mới hiểu được kẻ dẫu nói pha hiền sĩ ráng hiểu gần. Nhiệt thực tại cõi trần đang sống tạm, ráng tu tình để qua hồi hắc ám. Ca bình tâm hậu dược đám mây mù, trọng tâm là tu học học tu. Diệt chánh bởi một câu chánh tinh. Nếu chư hiền sĩ hiền muội không đủ phát màu để ta bà cứu độ, thì ít nhất phải ráng tu mà tự cứu lấy mình. Nơi đây nhìn thấy lắm nguyên căn, khuyên khám trội mau một bước đàn. Công quá chung tay thì mát pháp, gần sẽ thấy phúc trời ban. Thế gian tùy lắm rộn ràng, người tu khá chọn con đàn nghĩa. Nhưng khuyên nhau huynh đệ xa gần, phổ thông giáo lý chung phần lập mà công. Công cao thì ngộ ân hồng, phước dày thì gặp qua lòng dữ. Tu đi hai gấp mà tu đi, thế thời đã vậy còn gì hỏi. Ban ơn sĩ mũi trung đàn, quần cung đàn tý thời mùng 8 tháng 4 Ất Tỵ, nhằm 7 tháng 5 1965. Rơi nước nhằm dương tắt lửa hồng, cứu người đang lạc nẻo sang bờ giang.
tướng quân cuộc đời thay. Phúc duyên ai biết hưởng ơn vậy, tám tỷ ân xa nên mau bước trễ một ngày qua khổ một ngày. Ngày tháng dần đợi chờ hẹn, bay qua ngắm như tiền lia cung, đặt chân lên cõi trần hồng. Bài nên cảnh thế gian, có cây nhớ vật muôn ngàn hoa xanh. Đêm thanh đức lập thành nền móng, dùng nhân luân điều đồng nguyên nhân. Thượng trung hạ giới phần, càng khôn vũ trụ xây dần lại qua. Căn tiên tục khác là chỉ có, không dục tâm không ngõ tự sanh, không tham vọng không dục dành, không dùng vật chất gì danh theo mùi. Nên chẳng có luân hồi quan nghiệp, nên không còn chuyện kiếp trả dây. Sớm cung bắt chiều non đòi, một bầu trời đất gót hài ngao du. Người lớn tạo trận tù bốn giấc, lỡ bước vào không cách trở dài. Tuy không bóng dáng hình đó được sâu dày khó thông, chỉ có kẻ minh tâm kiên tâm dùng phép màu trên cảnh vô, thoát ra bốn giấc mê đồ, đổi vào lập thanh quy mô vững vàng. Phép màu ấy chớ sang Bắc Hải, phép màu không tìm lại Tây Phương, cũng không xa ngõ cách đường, mà do mai tạo chuyện luân dần hành. Mai tạo đã sẵn dành nhân loại, một hình hài gồm thái cơ quan. Trời đại thiên địa tuần quần, người tiểu thiên địa chuyển lưng cơ màu. Cương trí huệ tạo thấu vũ trụ, ốc binh thơ phân phú non sông. Nhân luân cán kỷ
lòng, tinh thần vật chất tương đồng. Ô ca, Bần đạo ban ơn cho tất cả. Quần cung đàn tí thời 14 rạng rằm tháng 5 Ất Tỵ, nhằm 13 tháng 6 1965. Quảng trường như áo mặc rồi thay, âm chân người ôi kiếp tao gầy. Bồ liễu nam nhân tua gắn chi tác nhân, tác phúc chốn trần an. Chữ tâm luyện đặng phán thành ngay, thành dây. Chỉ ngại chữ tâm còn tân thôi, ngàn năm muôn kiếp chuyển luân hoài, chuyển luân hoài cả dài dài dài. Kiếp luân hồi buồn bã ai ơi, nếu khi hiểu rõ được rồi, phước lo bướng trả quả nhồi nghiệp duyên. Một kiếp xúc ở yên trần thế, hỏi mấy ai bắt tuế sống trong cõi tạm triền miên, tạm ăn tạm ở tạm duyên nợ đời, tạm thân phát ba hơi còn thở, tạm cha con chồng vợ chị anh, tạm trong cái bài cái thành, cái quyền cái chức cái danh bạc tiền, tạm kêu gọi rằng tên đi ít, có ai thường tên thiệt mình chăng. Sống trong vũ trụ trần hoàng, kiếp người hồn các xó hàng cùng tôn. Mãi lặng hụt trong lò luân chuyển, một kiếp người tai biến biết bao. Hỏi coi những hàng sáng giàu, tàu lớn nhà lầu của cô, hỏi ai được khỏi lo khỏi sợ, hỏi ai không mang nợ trần gian, hỏi ai có được thập toàn, hay là cũng cánh rộn ràng bối bê. Cánh ghen tức phụ thế nên giả, cánh bạc bài cây hỏa gia can, cánh ban chức cánh mua quan, cánh đương nghèo túng giàu sang tức
quả công tua sớm nên làm, đó là vốn liếng muôn năm cõi trời. Điện lành ban bố nữ cùng nam, công quả độ nhân ráng ráng làm, chèo giống thuyền từ qua biển loạn. Mặc dầu sóng gió phải cho cam, cho cam mới gọi đứng nhân hiền. Tại đức chung nhau chứ cô kiên, việc khó ráng làm cộng mới đáng. Đêm tàn nhật lộ toàn thế chữ hiền, chữ tâm gìn giữ cho xuyên hằng ngày. Nghĩa nhân công quả cần chuyên, cho qua buổi khổ nên hiền nên nhân. Phá đàn đồng đồng tứ dương thần, quần cung đàn Tý Thời 29 tháng 5 rạng mùng 1 tháng 6 Ất Tỵ nhằm 27 tháng 6 1965. Thượng đến hồng trần độ chúng sanh, cơ mà chẳng nhiễm chốn danh. Nam sang và khách khuyên người giữ bậc hai quá nhân, giúp kẻ lành hoàng tư cơ ngàn phen, tâm chẳng lý phúc âm muôn kiến ta chỉ lo hành. Như không hữu tận vô cùng nguyện, lại gian nhiều đời lại cõi thanh. Thường cư Nam Hải Quan Âm Như Lai, bần đạo chào chư hiền sĩ hiền muội, miễn lễ an tọa đẳng đẳng. Giờ nay bần đạo đến đây để dìu dẫn chư hiền sĩ hiền muội trên bước đường tu thân khắc kỷ, dọn mình cho tinh khiết để lần sang cõi đời thượng quân thánh đức. Đã từ lâu chư hiền mãi lo về việc lớn, quy nguyên cơ đạo phổ độ quần sanh, cơ hồ như quên phần tu kỹ để dọn từ nội tâm đến ngoại thể, hầu trở nên người có căn cơ đạo hạnh. Nội tâm được minh chứng, ngoại thể được khinh thanh, diện mạo được từ hòa, ngữ ngôn được minh chánh, hành thuyết được đi đôi,
đó là vốn liếng căn bản của người hiền nhân hướng đạo, thiếu là không được. Chư hiền sĩ hiền muội tự kiểm điểm thân tâm mình, coi có được hạnh người tu chưa, hay là chỉ mới đặt mình vào ngưỡng cửa đạo giáo, chỉ mới hưởng ứng việc thiện phần hành mà chưa thực hiện được hai chữ tu thân. Canh trường đêm vắng, Bần đạo để lại những dần thơ cho chư hiền sĩ dễ đọc dễ nhớ, mà dồi mài thân tâm cho đúng nghĩa chữ tu, gọi là bù đắp lại sự cực nhọc từ thể xác mà chư hiền sĩ hiền muội đã bôn ba về đây để trông chờ tin tức đạo. Lo tu tâm gọi phát thân như tu rửa cho trơn lớp bụi mờ, tu bỏ những gì mình đã mất. Dưỡng sanh gọi rứa lần lần thân trọng trượt, cho hồn thọ băng điển tinh thanh. Khinh thân là thân trượt là phàm, thân được siêu sanh đó bởi phàm, biết tính sớm tu toàn giải thoát. Còn mê còn chuyên kiếp nhiều năm vào đạo quý tơ theo thầy mà chưa dồi trao một kiếp này, dầu Phật thanh tiên dùng diệu pháp khó dùng, giải nghiệp khánh trần ai. Trần ai cánh tạm đến rồi đi, đến để học hành tập luyện thi, thi đức thi công thi quê hầu làm vốn liếng cõi vô vi. Vô vi là chốn vững an bền, ai có những gì gửi lên, chẳng sợ phong ba cùng bão lục, không lo trộm cướp chực kề bên. Kề bên cửa đạo phải đừng trước gian nan chớ ngã lòng
lầm mà quỷ cứ chân đàn bịch lối lại non bồng non bồng nước nhược chẳng đâu xa chẳng ở Nam Sơn hoặc Bắc Hà chẳng tại Tây Phương Đông Độ xứ chính là ở giữa bản tâm ở ta tâm ta thế tục hoặc thần tiên lục xúc mà dương hoặc thanh hiền lục dục lục thông hay lục tặc do người chế ngự cái tâm mà duyên tâm duyên người trí nôn chiều quá kẻ ngu mạnh dạn mài thân gươm trí huệ nhất lần nghiệp chướng để lo tu tu là phương đã trật tu là bồi cái mức thân tâm tu là tránh nẻo sai lầm tu là phục thiện lòng phàm sửa đoan lời nói phải dịu dàng minh danh lời nói sao xứng hạnh hiền nhân đừng khi gặp lúc giận hờn buông lời tôn đức thỏa cơn giận đùa đừng tin sự ơn thu hạnh đồng mãi lo riêng kiếp sống cho mình mà quên vạn vật sanh linh mà quên đồng thế cũng tình anh em mắt phải ngó phải xem phải lệ mắt tránh nhìn ô uế phàm thân dục tâm mắt phải loạn thần xuôi người lỡ bước xa chân lạc lầm lầm tai chớ lông thì thầm to nhỏ lời đăng cái phiên tỏ người hiền dục lòng tội trạng lụy liên còn chi phẩm hạnh người hiền thế gian y đừng tưởng tính toán dòng đồng mãi riêng lo kiếp sống tạm này mà quên quá khứ vị lai tiền căn nghiệp quá trả dai tội tù ráng mà hiểu chữ tu cho kỹ tu phải rành chân lý tạo
cần lên núi vào non. Tụng kinh gõ mõ bon bon tối ngày. Tu nào phải tóc dài tóc ngắn, cũng không cần áo xoăn áo đơn, cũng không nề chấp sang hèn, cũng không bài bố mua men lắm trò. Tu không đợi làm lò bác quái, ngày đêm lo thứ ngày luyện phù, không cần nam bắc ngao du, tập đoàn tập thể pháp phù luyện phân. Cần làm việc thực hành lý đạo, cùng chung sanh chỉ bảo cho nhau. Đừng phân chi phái sắc màu, bề ngoài hình thức có nào ít chi. Khuyên người hiểu tri trí đạo lý, đạo làm người chung thì nhờ thân, làm dân cho đáng nên dân, làm quan cho đáng tin thần, làm quan khi ở chốn gia đàn cư xử, đạo làm cha phụ tử tình thâm. Cha không tụ sách sai lầm, bác bài đàn điếm lã mầm hư thân. Đạo làm chồng ân cần khi chú, đạo thủy chung phu phụ một đường, tự tôn nhìn thấy nỗi gương lành là một tình thương luôn truyền. Đạo bằng hữu đồng đồng niên đồng đồng kỷ, đồng đồng láng giềng hoặc chỉ hoặc anh, giữ gìn chữ tín đừng sanh, sanh lòng bội nghĩa rồi sanh loạn cuồng. Đạo làm người tròn vuông sao trước, đó là khuôn là thước giữ mình, làm người cho tròn nghĩa tình, Phật tiên thần thánh muôn thành có chi. Phật tiên thánh nhiều kỳ gian thế, cũng khuyên đời tin lễ nghĩa nhân, hiếu trung thủ tử quốc dân, phú thế bằng bằng hữu bản thân ráng hành. Tại người thế tại căn bài vẽ, từ ở trong cái bé ra to, đi lần lần suốt đoạn trường đầu, ta lần lần giao lý cơ hồ lãng quên. Chính vì đó gây nên tội ác, người với người hành pháp lẫn nhau, phải chi lời dặn bữa đầu, đem hành cho đúng nơi
lạnh như đồng ngang. Vàng thao lẫn lộn thao vàng, kẻ chân luyến lụy trong hàng giả chân. Lời trần tố kéo sơn ghi nhớ, hỡi sĩ hiền còn ở trần gian. Đâu là thước ngọc vàng, đâu là quân tử đâu hàng tiểu nhân. Đâu là chỗ giả chân chân giả, thế điêu tàn thảm họa đó đây. Tu công tu quả hằng ngày, tu nhân tu đức hỡi ai ráng làm. Kềm chế được lòng tham si ố, làm chú tâm nghĩ nọ đừng đừng cho. Cùng nhau tạo ba nhà đò, trước nhiều cách tục qua lò lửa thiêu. Đừng có dòng sớm chiều đợi tới, mà quên lo dung tới trời nhân. Ai tu thì hướng có phần, chứ hiền phải ráng mau chân kịp kỳ. Kiếp kỳ đại hội pháp nhân tâm, vạn chúng đồng quy cá nhân lầm. Ai có căn duyên đời thanh đức mới là quả được tồn sanh. Bần đạo ban ơn lành toàn tất chư hiền sĩ, chư hiền muội được đồng dưỡng tâm hầu lập công bồi đức để chịu đựng với thời cơ mạt pháp. Xin cứu thánh tịnh an tiên tí thời mùng 1 rạng mùng 2 tháng 2 đinh mùi nhằm 11 tháng 3 1967. Tam kỳ rộng mở cõi nam thiên, chân định năm châu giữ mối duyên. Oai đức từng phen ra cố thế, nghiêm minh lắm lúc nhọc thần tiên. Quan lâm tế chúng nên trò thanh, âm điệu hòa nhân đạo nữ hiền. Bồ Tát đã tu vô lượng kiếp, giáng trần mở đạo chọn cơ duyên. Dân lệnh đức vô cực từ tôn Diêu Trì Kim Mẫu, nhân danh Tam Trấn Oai Nghiêm, bần nữ giáng trần hôm nay để chứng lòng thành toàn thể các nguyên căn đã về đây dự lễ thánh đức chuyển luân linh căn thống hội, cùng luận đàm đôi điều đạo lý để chư hiền muội làm tài liệu học tập hầu bước vững trên đường tu công bồi đức. Bần nữ miễn lễ toàn thể đàn trung an tọa. An tọa mà nghe tỏ ít lời,
loạn lạc thời chinh chiến. Đoàn kết chung nhau phổ đạo trời. Hỡi chư hiền muội, kìa hãy nhìn xem trong vũ trụ, trời thì có âm dương, người có nam có nữ, loài thượng cầm có trống có mái, loài hạ thú có đực có cái. Xét theo lý đạo, không giới nào là trọng, giới nào là khinh. Mỗi mỗi đều có sứ mạng phối ngẫu, quá sinh, trưởng dưỡng và bảo tồn, cơ vận hành, cùng lòng quá sanh của tạo vật. Thử hỏi, trong luật quá sanh, hai cực âm dương, nếu thiếu một thì không thành. Từ ngàn xưa, những bậc thánh triết hiền nhân đã tự lập, đủ sáng suốt can trường kiên nhẫn, để tạo những trang lịch sử bác ái từ bi và oanh liệt muôn đời. Chư hiền muội ngày nay được diễm phúc gặp tam kỳ phổ độ, những hồi chung bạch ngọc trống lôi âm đã đánh thức linh căn, hãy mau mau trội bước để làm tròn cương vị của một tín đồ đại đạo và một sứ mạng thế thiên hành hóa. Người phụ nữ nếu làm được những điều do đạo đã hoạch định, do thiên liên chỉ bảo, cũng sẽ đắc quả vị như ai. Nếu không tu, dầu nữ dầu nam cũng đọa lạc trong bánh xe luân vô tận. Đã mang tấm thân của người phụ nữ là đã mang một sứ mạng trọng đại trong cơ hóa sanh, trưởng dưỡng và bảo tồn. Nếu hiểu được lý do, sẽ làm tròn sứ mạng cao cả, trưởng dưỡng và bảo tồn. Trái lại, nếu vì ảnh hưởng của mặc cảm, lại phó mặc cho thời gian đưa đẩy, xuân hạ thu đông, rồi sẽ trở nên nhi nữ thường tình, luẩn quẩn trong bánh xe luân, không ngày trở lại. Trước mắt nhìn xem cảnh bể dâu, nhân sanh công nghiệp khắp quang cầu, đời cùng tiên Phật lâm trần thế. Thực tình nhớ loài lắm hoa sâu, hoa sâu bởi mũ sâu sắp mà sẵn, quá nặng gì nhớ nặng trước gieo. Nữ lũ trong cảnh hiểm nghèo, linh đinh biển khổ lửa dèo vượt ngỡ qua. Lỡ mang kiếp đào hoa hồng phấn, trót làm người quận dân yếm mang. Nghiệp nhà dài gánh tay sang, hùng thư góp mặt ảo hàng tương lai. Dầu trong cánh lâu đài hào vô, hay trong đời làm lũ nông thôn, lo thân phải trọng linh hồn, linh hồn sang suốt bảo tồn dĩ lai. Trước thế sự đọa đài tàn khốc, giữa thời cơ chọn lọc sai sàng, gồm thâu ca tiểu linh quang, quý căn thâm thiện nhập tràng thượng môn. Đời giàu trước bao cơn phong gió, cơ đạo giàu mây ngọ phân
vẹn tu trì, tĩnh lòng nhớ dục quyền di xa thường. Trên quảng lộ tà dương ngã bóng, dưới rèm mi lọ đồng chưa khô. Sống trong kiếp sống mơ hồ, mấy hai trăm tuổi ra vô chợ đời. Cố xoay sở vốn lời thì cũng dầu bốn ba kéo dùng chi là. Chợt nhìn mái tóc xưa ta, bao nhiêu hạnh phúc mây là khổ đau. Dừng sự nghiệp lo trao sự nghiệp, tạo cháu con ngại kiếp cháu con. Tâm tư đến lúc mỏi mòn, vô thường gõ cửa hỏi còn còn chi. Suốt một kiếp bù gì danh lợi, trải mấy mươi lặn lội nhục dinh. Ra đi mình nặng một mình, trai quan mình gánh tội tình mình mang. Ai thánh nữ mấy ngàn năm trước, ai tiên nương mấy lượt năm qua, cũng trong cái lớp đàn bà tu thân hành đạo thoát ra luân hồi. Hạ quân được gặp thời ân phán, mặc kiếp còn có ngã phục ơn. Nên lo mà cũng nên mừng, lo tu niệm để đánh đừng diệt giống. Sẽ đến lúc đại đồng phán đoán, và đến kỳ dựng bản lông hoa. Thánh thần tiên Phật quý ma, căn nào qua đó cũng qua luật trời. Lượt trời màu nhiệm lắm ai ơi. Một kiếp vì nhân quý một đời, linh tâm khủng hoảng hơn gian vật. Tu hành chắc thiệt sẽ thành trời. Trời giới muôn loài một bổn nguyên, cũng trong linh tinh cũng tâm mà điền. Linh quang một khối chia nhiều ức, người vật tương đồng với Phật tiên. Chư hiền muội đã gọi nhường ân điển thầy mẹ rất nhiều, nên mới được vẹn tròn công quả giữa thời đao binh chiến hòa, đời đạo phân ly. Những lời bần nữ vừa phát quả xong, chư hiền muội khá học thuộc lòng, để làm ngọn đèn soi đêm trên đường hành đạo. Chết đi rồi hãy học rằng
Phật thánh tiên mới đạo tràng. Thưa tính nhân loài thời mạt kiếp tròn phong sẽ trở lại thiên đàng, thiên đàng hạ bút giải trần gian. Kiếp kiếp mà lo tu trói bước đàn, từ giả tam bang chứ để mũi. Lần lần trở lại chốn